tự nhiên hôm nay thèm gà. Nói chung là mình tuổi con gà nhưng mình không, người ta thường tuổi con gì là tránh ăn con đó, còn mình là tuổi con gì mình lại thèm con đó. Mình thèm riêng gà, mình thèm có thể nói là gà chế biến kiểu gì mình cũng thích hết á. Đó, thật sự thì con có thể chia sẻ với mọi người là mình rất là thích cái món gà ram. Gà ram, gà ram gừng, gà ram mặn, kiểu gì cũng được hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì Coleman chưa được học tới cái món gà ram gừng, gà ram, mà mình đang tính làm một cái món gà người ta gọi là gà roti. Hôm nay tớ đã vừa làm xong một cái việc, đó là sơn mứt dừa. Học sơn mứt dừa đây. Cái ngày hôm nay là cái ngày gì mà nó cứ phải dậy. Không nghe là ngon, nhưng mà giờ chỉ có quy trình là không giống. Bộ nó bắn nè nó văng. Chủ bếp chỉ đạo được không? Thiệt tình. Chủ bếp mà dám chỉ đạo cho đầu bếp ngon thì chắc. Riêng cái món này là cái món xuất sắc. Thật ra cái người đầu bếp á là họ cũng không có phải nhúng tay vào làm hết đâu, họ chỉ lo công thức rồi họ đứng ngoài giám sát. Rồi, bếp qua đây. Đây là cái món chính. Xào sao cho xanh nha. Không xanh là anh cho nghỉ việc nha. Đùa nha. Thơm vô cùng. Rồi đây, xử lý. Rồi, mình xử lý. Riêng Coleman phải chơi cái đùi cái này. Đó là tôi phải chơi cái đùi mổ chảy như thế mới hấp dẫn. Đây. Đây. Quá to, để nhỏ nhỏ cho mấy đứa nhỏ nó dễ ăn. Đẹp. Rồi, đây là cái miếng của mình. Ôi dạ. Ồ, cơm nhiều quá, cho ông bớt miếng cơm này. Ôi dạ.
rồi, gà có già đó không? Rồi thôi mọi người xơi đi, tự nhiên đây. Mời cái này không ca, tại có hơi tiêu đó, đứng chút xíu mà không sao đâu, nhưng mà ngon ngon nha. Ngày trước mình rất sợ món da gà, nhưng bây giờ thì sau khi bữa mình đọc một bài báo là da gà nó tốt luôn nha, tốt cho tim mạch luôn chứ không phải là có quán đâu. Không phải là không có cholesterol đâu. Thành trong thành phần của nó chỉ có 3 phần gì đó, một bữa đọc. Mình cái gia vị của nó mình ăn người giống như đầy đủ á, có củ vị thường, có tương. Nhìn mọi người nhìn cái màu này nè. Đầy đủ á. Tương là đầy đủ, đầy đủ. Đó. Cái màu mọi người thấy không? Màu rất là đẹp. Nhìn là thấy thấm rồi. Không cần thêm nếm nữa, thật ra có nước tương đây mà mình không chấm nước tương luôn. Nhiều ăn lắm luôn. Cho cái dừa vô ha. Nói gì nói phải đừng phủ nhận là cái người ướp đó, gia vị có ngon cách mấy mà người mà cái người ướp dở cũng không thấy ngon được. Và thật ra cái này ngon là nhờ bà ngoại ướp. Đây phải mất 2 tiếng là mới thấm. Cái này 1 tiếng hoặc 2 tiếng, còn nếu mà ướp ngay giống như nãy Colorman làm thì chắc chắn nó không thấm đâu. Rồi cái hai nữa là cái lúc mình ướp á, mình phải bóp để cho cái thịt nó thấm, nó quyện vào với lại cái nước sốt gia vị á thì nó mới ok. Mặc dù mình rất thích cái món gà rú ti nhưng mà mình làm bộ thôi, để lát lát bà con hó lên mình sẽ quay trở lại chiếc. Cái món này qua ăn rồi. Thầy nghĩ tới hôm nay ăn có món này, ăn xem cái món gì nó đi cuốn rồi đó, gần ngắn. Đây con ăn cái bà tập trung. Chấm cái tương ngon lắm mà. Uống ngoài đâu ta. Canh bắp cải nấu thịt bằm à, ngoài là siêu ngon. Hôm nay các bạn nào mê trai bỏ sư phụ thì sẽ vô cùng hối hận khi xem tập phim này. Suri Thanh Nga nè, Trâm Lâm Đồng nha, Nguyễn Thanh thì không có trai rồi, Nguyễn Thanh lo đi công tác rồi. Cũng thanh khoái người nhà lắm. Cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Chụp cái mặt nè. Dạ. Dạ ơi. Rồi, mời ba chụp tấm thumbnail nào.